Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt chế độ kiểm tra ngữ pháp và lỗi chính tả trong Microsoft Word 2013. Thì việc tắt này thì mình nghĩ đối với các bạn thì mỗi người nó có một đích riêng. Ví dụ như mình là mình chụp một tấm ảnh hay là một cái gì đó liên quan tới màn hình Word này mà mình mà nó có mấy cái dấu ngặt nghèo màu đỏ màu xanh ở phía dưới này rất là phiền phức ha. Thì để thực hiện tắt mấy cái dấu này thì đầu tiên mình sẽ nhìn lên góc trái của cái màn hình, mình click vào File. Sau đó mình re chuột xuống phía bên dưới và mình chọn Option. Sau đó nó hiển thị ra một cái khung như thế này và mình click vào Profile. Sau đó mình kéo thanh cuộn xuống phía bên dưới và mình sẽ tích vào hai cái ô này. Tắt chế độ kiểm tra chính tả và tắt chế độ kiểm tra ngữ pháp. Sau đó click vào OK. Trước khi click thì các bạn để ý bên này là nó có mấy dòng màu đỏ đỏ hay là màu xanh này nha. Bây giờ mình click vào OK. Rồi nó đã biến mất hết mấy cái dòng này ở gạch dưới rồi nè. Rồi OK, như vậy là rất là đơn giản thôi. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào các bạn.